One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Khi Thế chiến 2 nổ ra, đa phần các quốc gia Nam Mỹ đều chọn cách trung lập, ngồi im để xem đống lửa cháy. Tuy nhiên, đó chỉ là đa phần mà thôi. Brazil là quốc gia duy nhất tham chiến trong Thế chiến 2. Không những vậy, họ đã khéo léo lèo lái con thuyền để đạt được nhiều lợi ích nhất về mình và ít chịu thiệt hại nhất. Vậy thì Brazil đã tham chiến như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry, lịch sử thế giới. Đầu tiên, quay trở lại với những năm 1930, có thể là bạn chưa biết, chủ nghĩa phát xít đã từng là trend được các quốc gia Nam Mỹ theo đuổi. Điển hình là Brazil, Argentina và Chile. Ba ông này đều học hỏi rất nhiều mô hình của Đức Quốc xã hoặc là phát xít Ý. Với Argentina, các bạn có thể xem lại video về con đường chuột mà kênh từng làm. Còn hôm nay, chúng ta sẽ chỉ nói về Brazil. Vào những năm 1930, Brazil được cai trị bởi Tổng thống Getúlio Vargas. Ông này được coi là fan cứng của chủ nghĩa phát xít. Trong suốt thời gian nắm quyền, ông ta đã có nhiều cải cách được lấy từ mô hình của Ý và Đức, tiến hành giải thể cơ quan lập pháp liên bang, cấm các đảng phái chính trị khác, kiểm duyệt báo chí và thay thế các thống đốc bang bằng những người thân cận của mình. Không những vậy, ông cũng mô hình hóa luật lao động dựa theo văn bản của phát xít Ý. Cũng giống như Hitler, ông ta đề cao chủ nghĩa dân tộc Brazil, coi người Bồ Đào Nha là số 1. Sau đó, ông tiến hành một loạt các cải cách kinh tế, trong đó có quy định về việc nghỉ phép với mức lương tối thiểu mà các doanh nghiệp vẫn phải trả cho người lao động, yêu cầu các chủ đất phải giảm giá cho thuê, v.v. Nói chung là sao chép có chọn lọc từ cải cách của Đức Quốc xã. Chính vì vậy, dù độc tài, nhưng Vargas được gọi là cha của người nghèo. Ngoài ra, ông ta còn tiến hành Brazil hóa tất cả những người nước ngoài đang sống trên lãnh thổ. Trong đó, có hơn 1 triệu người gốc Đức và Ý. Điều này khiến Hitler không vui. Nhưng thái độ này không kéo dài được lâu khi Brazil hợp tác chặt chẽ với Đức và khao khát có được sức mạnh quân sự như họ. Trước Thế chiến 2, Đức đã dùng vũ khí của mình để đổi lấy nguồn tài nguyên phục vụ cho chiến tranh. Điển hình hai nước trong đó là Brazil và Trung Quốc. Theo đó, các quốc gia này sẽ cung cấp sắt, dầu mỏ, bông, wolfram, v.v. Nói chung là đủ mọi loại tài nguyên mà mình có. Đổi lại, Đức sẽ cung cấp cho họ vũ khí và các cố vấn quân sự giúp họ xây dựng quân đội hùng mạnh. Cho nên không lạ là trước năm 1945, quân phục của lính Trung Quốc, lính Brazil, Argentina hay lính Chile đều giống hệt quân Đức. Thậm chí phía Chile còn duy trì quân phục này cho tới tận ngày hôm nay. Với Brazil, không chỉ là vũ khí, Vargas đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp Đức tới làm ăn ở đây. Mục đích là muốn Hitler giúp ông ta công nghiệp hóa đất nước. Họ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Năm 1938 đến 1939, khi chiến tranh sắp bùng nổ, các phe đã bắt đầu đi tìm kiếm đồng minh cho mình. Trước tình hình đó, ai cũng nghĩ rằng Brazil chắc chắn sẽ tham gia phe trục. Thế nhưng, câu trả lời là không. Rất bất ngờ. Khi những chiếc xe tăng của quân đội Đức bắt đầu tung hoành ở trời Âu, Brazil và toàn bộ châu Mỹ, ngoại trừ Canada, đã tuyên bố trung lập. Thế nhưng tới đây, mọi thứ mới bắt đầu thú vị. Tháng 6 năm 1940, Hitler vặt trụi lông gà trống vô loa chỉ sau 46 ngày. Đây là một kỷ lục quân sự khi đó, khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Hoa Kỳ khi này, dù đứng cách xa vài ngàn km, thế nhưng cũng cảm thấy sức đóng đang phả thẳng vào mặt mình. Họ bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Sau khi thôn tính xong châu Âu, châu Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hoa Kỳ đã buộc phải alo cho Tổng thống Vargas, yêu cầu ông ta cho đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Brazil. Do đây là khu vực gần nhất với thuộc địa Tây Phi mà quân Đức đang chiếm từ tay Pháp. Nếu Mỹ không tới trước, thì Đức sẽ tới. Và thực tế khi đó, Đức đã có ý định là chơi thật. Tại Brazil, có một số lượng rất lớn các kiểu dân Đức và Italia.
Điều này đã khiến cho Mỹ cực kỳ lo ngại. Những năm chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia Nam Mỹ là nơi tập kết của rất nhiều chuyến bay và tàu ngầm chở theo vàng bạc và những tác phẩm nghệ thuật vô giá mà quân Đức cướp bóc được từ nhiều nước bị chiếm đóng. Chính quyền Hitler còn tung tiền cho tay chân mua một loạt các bất động sản tại đây. Mạng lưới tình báo của đế chế thứ ba luôn hoạt động một cách thoải mái ở khu vực này do nhiều quan chức cầm quyền tại đây có tư tưởng thần phát xít. Getulio Vargas, nhà độc tài của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ là Brazil, còn bày tỏ thái độ công khai về ván Berlin. Tuy nhiên, Tổng thống Vargas đã từ chối vì ông cho rằng đề nghị của Hoa Kỳ là sự xúc phạm chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, nếu đồng ý thì coi như họ đã trở thành đồng minh của Mỹ và sẽ làm phật lòng đối tác thương mại lớn nhất. Khi đó, Brazil thì còn nghèo và đang nỗ lực để thực hiện công nghiệp hóa khi họ coi trọng kinh tế là trên hết. Hoa Kỳ đã tỏ ra cay cú. Lầu Năm Góc đã triển khai một chiến dịch có tên Chiếc Ấm Vàng, trong đó xem xét tới khả năng quân đội Mỹ với khoảng 100.000 người sẽ chiếm giữ toàn bộ khu vực duyên hải Brazil từ thành phố Belém ở cực Bắc tới Rio de Janeiro ở phía Nam. Ngoài ra, Washington còn chính thức yêu cầu phía Rio phải tạm thời trao các căn cứ quân sự tại các thành phố Belém, Natan, Recife và Salvador cho không quân Mỹ. Từ những căn cứ này, không quân Mỹ có thể quần đảo khắp vùng biển phía Nam Đại Tây Dương, là nơi hoạt động của rất nhiều tàu ngầm Đức phát xít. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, Vargas đã nghĩ lại theo thông tin tình báo của mình. Cuộc không kích nhằm hủy diệt không quân Anh của Hitler đã thất bại. Mặt khác, công việc bình định phía Tây và thâu tóm thuộc địa cũng không thuận lợi lắm. Chiến tranh cũng đã khiến thương mại hai bên lâm vào đình trệ. Ông ta cho rằng lời hứa giúp Brazil công nghiệp hóa đất nước của Đức khó mà thành hiện thực được. Vậy là Vargas đã bắt đầu quay xe sang phía Hoa Kỳ và được quốc gia này chào đón. Trong những năm sau đó, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Brazil. Tuy nhiên, riêng về vấn đề đặt căn cứ quân sự thì Brazil vẫn nhất mực từ chối. Thế nhưng thôi, vào thời điểm đó, Hoa Kỳ cũng tạm hài lòng khi không có thêm một ông phát xít ở Mỹ Latin cầm súng giúp Hitler là đã tốt rồi. Thế nhưng rồi thì thời gian đó không kéo dài được lâu. Tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ đã bị quân Nhật úp sọt ở Trân Châu Cảng và buộc lòng họ phải tuyên chiến. Tháng 1 năm 1942, Washington đã chính thức ra tối hậu thư yêu cầu Brazil phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đức phát xít và các đồng minh của nước này, bao gồm Italia và Nhật. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, chính quyền Brazil đã phải nhượng bộ để tránh khả năng bị quân đội Mỹ chiếm đóng. Tuy nhiên, vẫn đã có khoảng 150 lính thủy đánh bộ của Mỹ có mặt tại các thành phố Belém, Natal và Recife để chuẩn bị căn cứ đón tiếp các máy bay của Mỹ. Tất cả những hành động trên đều được tổ chức trong khuôn khổ cho một kế hoạch đặc biệt bí mật. Cuộc ganh đua quyết liệt nhằm tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Đức phát xít tại vùng Nam Mỹ, đặc biệt là tại Brazil, có thể được giải thích bằng yếu tố quân sự, chính trị và địa lý chiến lược của khu vực này. Trong đó thì việc lôi kéo sự chú ý hàng đầu là các mỏ Wolfram và nhiều nguyên liệu chiến lược khác rất quan trọng đối với đế chế thứ ba, cũng như cả Mỹ trong việc vận hành cỗ máy chiến tranh. Tất nhiên là Brazil thì cũng không quên ra giá thật cao cho điều kiện này. Đó là Hoa Kỳ phải hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp của nước này và sau đó công ty thép quốc gia ra đời đặt nền móng cho ngành công nghiệp Brazil phát triển. Ngoài ra, một khoản vay trị giá 100 triệu đô la với lãi suất ưu đãi cũng được thực hiện ngay sau khi đạt được thỏa thuận. Với Hoa Kỳ mà nói, điều này là không khó. Vậy là Vargas đã có tiền và có công nghiệp, trong khi vẫn giữ được vị thế trung lập. Còn Hoa Kỳ có căn cứ và bớt một nỗi lo, hai bên đều vui vẻ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Khi cuộc chiến ngày càng căng thẳng, Washington lại tìm mọi cách để kéo Rio ngả hẳn về phe mình, phải tuyên chiến với Đức quốc xã và đứng cùng chiến tuyến với đồng minh. Mặc dù vậy, tới khi này, Brazil vẫn kiên quyết từ chối và phải mãi cho tới khi xảy ra hai sự kiện quan trọng đã thay đổi quan điểm của Getulio Vargas. Một là Argentina, kẻ thù và đối thủ số một của họ, liên tục gia tăng sức mạnh quân sự và thân mật với phe trục hơn.
cũng dễ hiểu thôi. Lãnh đạo của họ khi đó là Juan Perón. Ông này là fan cứng của chủ nghĩa phát xít. Trước khi lên nắm quyền, ông ta từng là sĩ quan cấp phó trong quân đội Italia vào những năm 1930. Ông ca ngợi hết lời với các nhà lãnh đạo như Hitler hay Mussolini. Cùng với đó là sao chép mô hình của họ về Argentina. Không chỉ có người đứng đầu mà nhiều thành viên trong chính phủ Argentina và những doanh nhân giàu có, quyền lực cũng công khai ủng hộ phe trục. Vào đầu năm 1942, Argentina bắt đầu tập trung quân đội gần biên giới với Brazil, khiến quốc gia này lo sợ về việc xảy ra một cuộc đại chiến. Và tới khi này, Tổng thống Vargas đã phải alo cho Hoa Kỳ cung cấp vũ khí giúp hiện đại hóa quốc phòng và phải bảo vệ Brazil nếu xung đột xảy ra. Hoa Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn khi Brazil góp ít mà đòi nhiều thứ thế. Tuy nhiên, vì đại cục trước mắt, họ đã phải đồng ý. Hoa Kỳ sau đó đã đồng ý và cắt đứt quan hệ thương mại với Argentina để làm tin với Brazil. Tuy nhiên, Vargas thì vẫn cứ lưỡng lự, phải mãi cho tới khi sự kiện thứ hai xảy ra. Đó là vào giữa năm 1942, Hitler đã tuyên bố chiến tranh không hạn chế ở Đại Tây Dương. Tức là không cần phân biệt tàu của nước nào, chỉ cần không chở hàng tới các nước phe trục thì đều bắn hết. Những chiếc tàu ngầm U-boat của Hải quân Đức đã liên tục đánh chìm tới 13 tàu chở hàng của Brazil trong chưa đầy có 3 tháng. Điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lĩnh vực hàng hải của Brazil, khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng. Nhân dân đã đứng lên phản đối sự trung lập và yêu cầu chính phủ phải tham chiến, đòi lại công lý cho những người đã thiệt mạng. Và Vargas đã không thể ngồi yên. Nếu không thì chính cái ghế của ông ta sẽ bị lật đổ. Tháng 8 năm 1942, Brazil đã cử một lực lượng viễn chinh gồm hơn 25.000 người sang mặt trận châu Âu để chiến đấu. Những người lính đã tự gọi mình là rắn hổ mang, mang logo con rắn hút thuốc. Các tướng lĩnh phe đồng minh đã nói đùa rằng thế giới có khả năng nhìn thấy rắn hút thuốc hơn là nhìn thấy quân đội Brazil trên chiến trường. Và điều tưởng chừng như không thể đã diễn ra. Brazil đã trở thành quốc gia Nam Mỹ duy nhất đưa quân tham chiến, cùng lấy tên là rắn hổ mang. Thế nhưng không phế vật như lính Thái trong chiến tranh Việt Nam. Thành tích chiến đấu của lính Brazil khá ấn tượng. Họ đã bắt và loại khỏi vòng chiến đấu 15.000 lính phe trục, bắt hơn 800 sĩ quan cao cấp, trong đó có cả 2 người ở cấp bậc tướng. Ngoài ra, lực lượng không quân của họ cũng có màn thể hiện xuất sắc. 85% kho đạn dược, 36% kho nhiên liệu và 28% cơ sở hạ tầng của phe trục đã bị quân đồng minh phá hủy, đều do không quân Brazil thực hiện. Chất đúng nào? Và tới ngày hôm nay, người Brazil vẫn rất tự hào về thành tích tham chiến của họ. Tổng thống Vargas đã trở thành chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất Brazil. Đồng thời, điều này cũng tạo đà cho quốc gia này phát triển sau Thế chiến II. Tuy nhiên, vẫn có một điều khá khó hiểu là dù cùng chiến tuyến với phe đồng minh, vậy nhưng các sĩ quan Đức khi tháo chạy khỏi đất nước, khi mà Đức quốc xã sắp thua, thì ngoài Argentina ra, Brazil cũng là một địa điểm khá lý tưởng để những tay đao phủ này có một cuộc sống an nhàn sau cuộc thế chiến. Ví dụ, trong con đường chuột, vốn đã giúp khoảng 10.000 đối tượng chạy trốn, thì tuyến đường thứ hai xuất phát từ Tây Ban Nha sang Rome rồi Genoa ở Italia. Sau đó, chúng sẽ được đưa thẳng tới Brazil và Chile. Một số nhân vật nổi tiếng của Đức đã chạy tới Brazil, có thể kể tới như thiên sứ tử thần Joseph Mengele. Ông này thậm chí còn chơi ngông tới mức không cần dùng tên giả mà dùng luôn tên thật để kết hôn và làm ăn ở Brazil. Dù một lệnh bắt đã được đưa ra vào năm 1959, ông này vẫn tiếp tục trốn ở Brazil và sau đó thì chết trong bình yên vào năm 1979, hưởng thọ 68 tuổi. Cho ai hỏi là tại sao Hoa Kỳ hay Liên Xô không bắt ông này? À thì chính bản thân họ mới là những kẻ có công lớn nhất trong việc đưa 4.000 nhà khoa học của Đức, trong đó có nhiều tên tay nhuốm đầy máu ra khỏi Đức và về làm việc cho mình cơ mà. Bản thân mình còn ăn dày hơn thì làm sao mà bảo được đàn em.